Biểu diễn tôi là nam nữ, 2 song ca yêu mãi khúc dân ca, 3 hát văn một thoáng quê hương, biểu diễn nghệ nhân Thanh Hải. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình dự thi của công đoàn trẻ Nguyễn Yên Dũng. Nguyện cùng nhau say đắm đam mê, dẫu
xin được chúc mừng phần tham gia